Em nghĩ tựa đề em đặt cho nó là Huỳnh Thanh Liêm đã chết vào năm 25 tuổi. Rồi ta đang ngồi để ta nói chuyện với ai đây? Tự nhiên cái tôi sợ ma ngang luôn vậy đó. Anh ơi, bây giờ anh nhập mỹ phẩm về anh bán đi. Anh nhập số lượng lớn thì nó sẽ rẻ. Thì em mới nhập, thời điểm đó là em nhập 100 triệu. Mà lúc đó là em là tay không Bắt đánh trận luôn á. Đánh giặc. với trận luôn á, em không có một đồng nghẹt nào trong trong người em luôn. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Mỗi một tuần chúng ta gặp nhau một lần trong không gian này để có thể lắng nghe câu chuyện được tỏ bày từ rất nhiều khách mời đã tin tưởng và lựa chọn chương trình để có thể bày tỏ lòng mình. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng quý vị khán giả khi theo dõi Ai Cũng Có Chuyện dừng lại ở những câu chuyện như thế này. Chúng ta hãy có một tâm hồn rộng mở và hiểu rằng việc những câu chuyện bày biện ở đây không nhằm mục đích để tạo nên thêm những cái điều méo mó cho cuộc đời. Chúng tôi thực hiện chương trình chỉ với một tâm ý rất quan trọng, đó là việc chúng ta cùng lắng nghe nhau để có thể cùng nhìn ra những kinh nghiệm mà đôi khi trong cuộc sống của mình không có cơ hội để mình trải nghiệm. Thì thôi, hãy quan sát cái trải nghiệm của người khác để làm chất liệu cho cuộc sống của mình. Và khi mà mình cần giải quyết một câu chuyện tương đương, một tình huống tương đương, thì chúng ta sẽ có những cái thông tin tham chiếu để mình có thể bớt sai nhất có thể. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện của nhân vật tuần này. Dạ, em chào chị Tô Nha, em tên là Huỳnh Thanh Liêm ạ. Em 28 tuổi, em đến từ Bến Tre và em hiện tại em đang làm media cho một cái công ty điện thoại ạ. Nếu như mà phải nói một cách khái quát, cái câu chuyện mà ngày hôm nay mình chuẩn bị kể, thì em sẽ có một cái tựa đề gì để đặt cho nó? Em nghĩ tựa đề em đặt cho nó là Huỳnh Thanh Liêm đã chết vào năm 25 tuổi. Rồi ta đang ngồi để ta nói chuyện với ai đây? Tự nhiên cái tôi sợ ma ngang luôn vậy đó. Nghĩa là đây là một Huỳnh Thanh Liêm khác. Khác, dạ. Đã được tái sinh. Dạ đúng rồi. Phiên bản này tốt hơn cái phiên bản kia không? Tốt hơn, hoàn thiện rất là nhiều và là một con người khác luôn. Tôi đã chết từ năm 25 tuổi. Vậy thì người ta muốn chết thì cũng phải có lý do. Em sẽ bắt đầu câu chuyện của mình từ cái tình huống gì để khán giả có thể hiểu được trọn vẹn về cái chết của một Huỳnh Thanh Liêm ở năm 25 tuổi. Chắc có lẽ là cái lúc mà em bước chân lên Sài Gòn vào lúc 25 tuổi. Lúc đó thì em kinh doanh, em bán online á. Em thì là một đứa dân quê thôi. Em bước lên Sài Gòn em làm, em bị một bạn rất là mắc cười, là bạn rất là nhỏ tuổi. Thời điểm đó thì em được nhiều người biết đến đó, nên em rất là háo thắng. Em nghĩ là tôi làm cái gì chắc cũng sẽ thành công. Em ơi, ở đời đó mình già chứ chắc mình đã khôn. Dạ đúng rồi. Thường người ta sẽ già và người ta phải khôn, nhưng hai cái điều đó đôi khi nó không đi cùng với nhau. Yeah. Lúc đó em tưởng vậy đúng dạ, không? Đúng rồi. Cái bạn mà em nó nhỏ hơn á, là thực ra là nhỏ hơn bao nhiêu? Chị có tin không, lúc đó em 25 tuổi mà bạn đó mới có 19 tuổi á. Tính ra cũng đỡ tức em, và có nhiều bạn 14, 15 tuổi là đã. Rồi đã biết lừa nè. Đã gọi là đã rất là sành sỏi rồi. Dạ. Yeah. Vậy thì cái lừa đấy, nếu như nói thiệt là nhanh thì lừa tình hay lừa tiền? Dạ lừa tiền thôi, công việc thôi. Rồi bây giờ diễn biến làm sao? Háo thắng, dạ. Mình muốn có cơ đồ gì, bây giờ mình háo thắng đến mức nào để rồi mình bị che mắt như vậy? Trước đó em bán hàng rất là được. Em bán món gì thời điểm đó? Thời điểm đó thì em bán mỹ phẩm trong Việt Nam mình sản xuất ra bán thôi. Bạn đó mới kiểu dạng chơi thân với em, mà thời gian đó thì em cũng có thân với bạn đó thật. Xong rồi thì bạn đó mới nói là anh ơi, bây giờ anh nhập mỹ phẩm về anh bán đi. Anh nhập số lượng lớn thì nó sẽ rẻ. Thì em mới nhập, thời điểm đó là em nhập 100 triệu. Mà lúc đó là em là tay không đánh trận luôn á. Đánh trận luôn á, em không có một đồng nghẹt nào trong trong người em luôn. 100 triệu đó từ đâu ra? 100 triệu đó người ta kiểu như người ta gói đầu. Người ta gói đầu cho em. Em cũng đi theo bạn đó tới những cái người quen của bạn đó. Thì em tin tưởng bạn đó là kiểu là em đây là người quen của em, anh chỉ cần anh tới anh làm việc với người đó thôi, người đó cho anh gói đầu. Em thấy rất là suôn sẻ, rất là ngon. Tại vì mấy ông bà độ mình ghê. Dạ đúng rồi, ông bà độ mình. Em nói chuyện rất là ngon, rất là suôn sẻ. Em nhập về 100 triệu. Em nhớ thời điểm đó là em thuê một cái căn hộ mini ở Tân Phú á. Em chất cao tới nóc nhà luôn, rất là nhiều, 100 triệu mà. Em cũng chả biết là tại sao. Cái thời điểm đó là em chỉ bán hàng dựa trên Facebook thôi. Facebook em mất 3 tháng. Tự nhiên bị mất Facebook? Tự nhiên bị mất 3 tháng. Mất tâm mất tích luôn, không tìm một cách nào để em lấy lại được cái Facebook của em hết. Tới thời gian
những anh chị mà cho em gói đầu á thì người ta đòi tiền. Đúng rồi. Thế thì như nào? Vậy thì cho chị hỏi là một ngày đẹp trời, à không, ngày đó làm sao mà đẹp trời được. Một cái ngày không đẹp trời, thức dậy tự nhiên Facebook của mình bị hack rồi. Trong đầu của em nó có ngay lập tức nhảy số về một cái phương án B để mình xử trí cái hàng của mình không, bởi vì mình bán online mà. Dạ không, lúc đó em không có phương án nào hết. Rồi mỗi ngày em trôi qua em ngồi em nhìn cái mớ hàng đó vậy đó. Dạ đúng rồi. Vì sao vậy? Vì sao lúc đó mình không có một động thái thay thế cho cái cách thức bán hàng cũ? Như em nói, cái sự háo thắng của em là em đã dựa 100% vào cái Facebook của em rồi. Em đã dựa hết vào cái Facebook của em rồi. Bây giờ là em mất cái phương tiện đó, là coi như là em mất cái phương tiện bán. Em không thể nào em cầm cái sản phẩm em ra em chào hàng ở ngoài đường em bán được. Mà cái thời điểm đó là người ta cũng dí, người ta đòi tiền em luôn. Em không biết phải làm sao hết. Em nhớ là em ở trong phòng 3 ngày, em không ăn, không ngủ gì hết. Có một người chị qua, chị mới hỏi là sao thấm này tao thấy mất tiêu vậy, tại mày hôm qua tao chơi. Là em khóc, em mới kể với chị em. Thì chị em mới nói là bây giờ chỉ có gia đình mới giúp được thôi. Mà thời điểm mà mình gặp hoạn nạn á thì không ai bên mình hết á. Tại vì em lên đây một mình. Dạ em lên một mình. Và cái việc em đi lên đây nó có phải là một việc êm thấm ở trong gia đình không? Hay là cũng thuộc dạng đùng đùng xách gói bỏ đi? Lúc đó là em 18 tuổi, em cũng lên Sài Gòn, em đùng đùng em đi, mẹ em cũng khóc dữ lắm. Nhưng mà cái thời điểm mà em lên Sài Gòn em làm lúc 25 tuổi thì mẹ em đã hết khóc rồi. Nhưng mà mẹ em vẫn không muốn em lên đây, tại vì em là con một. Đó, yeah. Đó là lý do để khi mà mình gặp hoạn nạn, ai cũng hỏi là ủa mình còn gia đình mà, mình còn người thân mà, sao các bạn không ngay lập tức gọi là gọi cứu trợ? Yeah. Thì đôi khi có những cái chuyện nó đã từng diễn ra để rồi mình không có làm được cái chuyện đó. Yeah. Rồi thế rồi làm sao? Nhưng mà mẹ em á rất là sợ khi nghe em những cái tin mà nó sốc nổi. Thời điểm đó em suy nghĩ rất là kỹ, em không dám điện thoại mẹ em nói là em đang thiếu nợ nhiều như vậy. Giờ em nói cái là mẹ em xỉu luôn á. Em nghĩ là mẹ em sẽ xỉu luôn á, nhưng mà thời điểm đó em điện và em nói: "Mẹ ơi, giờ con đang thiếu 100 triệu rồi." Mẹ rất là bình thường, mẹ rất là bình tĩnh. "Về đi con." Em nhớ thời điểm đó là mẹ em mượn một cái anh trở về lên đây anh bán, xong rồi anh sẵn xe á, anh mới chở hàng về. Xong rồi em có tạo một cái kênh Facebook khác. Đó, bây giờ em về quê em mới bình tĩnh rồi em mới tìm cái phương án thứ hai. Nhưng mà bán thì cũng chỉ ngày họp hay họp cái kênh mới. Dạ đúng rồi, hoặc là em bán cho mấy cô vòng vòng xóm. Trời ơi, xóm làng cứu trợ, tình làng nghĩa xóm. Em bán đâu khoảng là cũng một năm mấy, hai năm á thì mỹ phẩm hết hàng. Có lấy được vốn lại không? Dạ không, chỉ bán có một ngày hộp hay hộp về lời, chỉ có ngày trăm mấy hay trăm á, đâu có lấy được hàng rất là nhiều luôn. Và thời điểm đó em chạy về quê nhưng mà nợ vẫn dí em. Đúng rồi. Nên là em nhớ là mẹ em thì dưới quê thường ta hay chơi hụi. Thì em nhớ là mẹ em hốt hai chân hụi 60 triệu á, với lại là mẹ em có mua cho ba em một cái chiếc nhẫn 24 để kiểu phòng thân đó. Em cầm cái chiếc nhẫn em đi bán, với lại mẹ em đưa cho em 60 triệu đó để em trả cái nợ đó. Gia đình của mình thời điểm đó đã đối diện với cái số nợ ngang xương đó, yeah, với một cái tinh thần như thế nào, đặc biệt là ba mẹ em? Ba mẹ em bình tĩnh hơn em nữa. Em không hiểu luôn. Tại vì trước đây á, mỗi lần mà em đi về khuya mà mẹ ơi con xe con hết xăng rồi, mẹ ơi con ngủ ở nhà bạn con chơi một bữa nha, là mẹ em rất là giận, rất là không thích cái điều đó. Nên là em sợ khi mà em báo một cái tin dữ như vậy mẹ em sẽ rất là sốc, cha mẹ em sẽ rất là sốc. Nhưng mà lúc em báo cho cha mẹ em thì ba cha mẹ em rất là bình tĩnh. Thôi không sao mà con. Tại cái thời điểm đó khi mà em nhận ra được, ồ thì ra đây là cái cách mà ba mẹ mình bộc lộ, lúc đó nó có làm cho em bừng sáng một cái điều gì đó? Em nghĩ là thời điểm đó em chưa bừng sáng đâu. Hiểu được là thương con, ba mẹ trả nợ cho con. Nhưng mà lúc đó em vẫn chưa giác ngộ. Em vẫn chưa bừng sáng. Em bỏ cái chuyện mà ba mẹ quan tâm em mà em đang tức là tại sao người ta lại làm mình như vậy, và tại sao mình lại để người ta gạt mình như vậy. Em chỉ chăm chăm vào những chuyện đó thôi. Đúng này, nỗi đau của dạ, đúng mình rồi. Rồi cái bạn kia đâu? Bạn 19 tuổi đó. Bị mất tiêu. Giống như chưa từng tồn tại. Giống như chưa từng tồn tại, tại vì Facebook em mất 3 tháng. Mà em có lấy Facebook cũ em liên lạc với bạn đó thì bạn đó không có trả lời. Gọi điện người ta có nghe không? Không trả lời, không gọi điện. Đi tới nhà người ta tìm. Em biết nhà nó đâu. Đó, thấy chưa? Tôi hỏi tới đây chỉ để nói được cái chuyện này. Là đôi khi chúng ta đã nghĩ rằng là mình biết về một người, nhưng mà thực ra những cái thông tin rất cơ bản về người đó đôi khi các bạn lại không để ý. Để rồi bỗng một ngày cái, ủa thực ra họ là ai, họ đến từ đâu, mình không có một cái thông tin nào để mình kết nối luôn. Chị muốn dừng ở đây một tí, bởi vì cái trải nghiệm của em và những gì đã diễn ra với em vào lúc đó, nó đang là một cái chất liệu cực kỳ quý giá cho những bạn trẻ ngày hôm nay ở chỗ này nè Liêm.
các bạn ngỡ rằng mình rành công nghệ, các bạn ngỡ rằng là tôi ngon rồi, kênh Facebook, kênh YouTube, kênh TikTok gì đó, kênh IG, Instagram gì đó của tôi vân vân, nó đã lên cả lượt triệu follow rồi, triệu subscribe rồi, và tôi ngon rồi, thời đại này thương mại điện tử đồ các kiểu, và tôi cũng đã chinh chiến trên nền tảng này lâu rồi, cho nên là tôi tin rằng là cái việc mà mỗi ngày trôi qua tôi lấy được những cái gọi là những cái thu nhập thụ động từ nền tảng này là tôi thấy là tôi ấm thân rồi. Nhưng các bạn quên mất rằng là thực ra cái lõi nó phải nằm ở chỗ của các bạn, chứ nó không thể nằm ở trên nền tảng được. Cho nên là chị rất là sợ hãi và lo lắng, đặc biệt là cho sinh viên của mình, khi mà các bạn nghĩ rằng là em phải làm một TikToker, em phải làm một YouTuber và em lấy thu nhập từ đó. Nhưng mà khi hỏi các bạn là em học cái gì để em làm, thì các bạn lại không trả lời cái câu này. Các bạn cứ cho rằng là tôi có một cái kênh nhiều subscribe, nhiều follower là được. Nhưng mà em đăng tải cái gì trên cái kênh đó? Cái nội lực của em là cái gì? Bởi vì đến một ngày kênh đó nó có thể mất mà. Dạ đúng rồi. Đúng không? Ở cấp độ vi mô thì mỗi người có thể bị mất kênh. Ở cấp độ vĩ mô nói này chắc không có nền tảng nào vui đâu. Nhưng nền tảng có thể sập mà. Chúng ta đã từng đóng cửa Yahoo 360. Chúng ta đã từng khai tử Yahoo Messenger. Đúng không? Dạ. Tất cả những cái chuyện đó nó đã diễn ra. Vậy thì cực thịnh thì cũng sẽ có suy tàn. Các bạn lại quên mất cái điều đó. Cho nên các bạn cứ bị phụ thuộc hoàn toàn vào những cái công cụ mà quên rằng mình phải là người điều khiển công cụ. Thì đó là một bài học nha. Các bạn lưu ý, tự nhiên mất cái trang Facebook, cái ngồi đóng băng luôn. Ngồi block down luôn vậy á. Đáng ra lúc đó là trong đầu phải nhảy số nè. Giờ mình đẩy cái xe đẩy ra ngoài. Hay là bây giờ kênh TikTok đâu rồi, kênh YouTube đâu rồi, kênh Facebook thứ hai đâu. Nhưng mà về mặt tâm lý chị hiểu được cái điều đó là trong cái sự bấn loạn đó tôi nghĩ là tôi mất trắng rồi. Dạ. Đời nương náu ở quê nhà được bao lâu? Dạ em nương náu ở quê nhà là 3 năm. Vậy là lúc đó là chết rồi đó hả? Chết rồi đó, chết lặng rồi đó. Con vậy thôi mà chết rồi hả? Cái điều đó là một cái điều em làm cho ba mẹ em buồn, tổn thương rất là nhiều. Với lại là trong thời gian 3 năm á, em không có đi xin việc làm, em ở nhà thôi. Tu dưỡng lại cái bản thân em thôi. Nói chi tiết ra thì 3 năm đó, cái khoảng thời gian mà bắt đầu em về quê á, sau 3 tháng thì em tìm lại được Facebook. Người xem tìm được, đây hành trình đi tìm lại Facebook đi. Cái hành trình người thì đã chết nhưng Facebook đã còn nè. Cũng rất là gian nan là cái Facebook em nó vẫn hoạt động. Thì em có nhắn tin, em năn nỉ cái bạn giữ Facebook đó, em trả giá. Ban đầu là 30 triệu. Em hỏi bạn nó kiểu như em muốn moi thông tin bằng đó, nhưng mà 30 triệu, nói chuyện nữa không 30 triệu, không nói chuyện. Tại thời điểm đó trang Facebook của em bao nhiêu lượt follower? Dạ thời điểm đó là em 300.000 á. Ờ nhiều rồi. Cho nên người ta đưa ra một cái giá là 30 triệu. Dạ. Em năn nỉ, em trả giá. Em trả giá cuối cùng còn 3 triệu. Trời ơi, chia sẻ bí kíp điêu giá nè. Làm sao mà từ 30 triệu mà xuống còn được 3 triệu hay gì Liêm? Thật sự là cái thời điểm đó em bỏ hết cái suy diện của em luôn á. Em bỏ hết suy diện, em kể, em nói là bây giờ anh ơi, bây giờ em mất nợ nhiều lắm, bây giờ em phải về. Em cũng kể hoàn cảnh là như thật vậy đó. Em cũng khó khăn lắm, em cũng khổ lắm anh ơi, anh giúp đỡ em đi đó. Em cũng có một cái Facebook này thôi, bây giờ em thiếu nợ rất là nhiều. Em tại sao nó lấy Facebook mình mà nó cũng mềm lòng nha. Thì coi như là mình còn may đi, người ta cũng là con người mà. Rồi cuối cùng là trả bao lâu thì từ 30 mà xuống được còn 3 triệu? Thì em nhớ là em năn nỉ trong vòng 3 tháng đó. Ngày nay em cũng nhớ những tin, anh ơi anh đang làm gì đó. Anh ơi anh trả lời vốn cho em được hay không? Trời ơi, hàng em buồn lắm, bây giờ hàng còn một đống à. Mà thời điểm đó là không phải em bán mình em, mà thời điểm là em bán là theo dạng hệ thống á. Nên là người ta cũng, anh ơi bây giờ anh mất Facebook rồi em trả hàng anh giờ chứ em đâu có bán được đâu. Đó, người ta cũng lùa em thêm nữa. Em cũng kể, em nói giờ anh không trả Facebook lại cho em là người ta dí em như thế này thế kia vậy đó. Chắc cũng mềm lòng hay sao đó. Thì xuống từ từ tới 10 triệu. 10 triệu hết giá rồi nha, không xuống nữa. Em vẫn đang nỉ tiếp, ngày này em cũng nhắn tin quá thì nhiều luôn. Nhắn tin tới 3 triệu. Thì em thấy, ok thôi nhau. Được rồi. Nửa là không được, già néo đứt dây đó. Có khi nào rồi cái ông chủ à cao với cái ông hacker yêu nhau luôn không? Năn nỉ riết mà thấu cảm đó, rồi cái nhà em đâu đồ, rồi cái ra mắt gia đình hai bên rồi luôn. Trời, rồi cuối cùng em có biết mặt của bạn hết? Dạ không, cái lúc mà bạn đó trả cái Facebook em xong là rồi chuyển đi, tên người nhận tiền là ai? Bạn đó chuyển qua cạc game á chị. Tức là nạp cạc game chứ cũng không có, không có để lộ thông tin luôn. Quá xuất sắc rồi. Trời ơi, bởi vậy có tài mà không có tâm. Không, tính ra cũng có tâm. Xin lỗi mọi người, cũng có tâm. Trời ơi, nhưng mà ít thôi. Nhưng mà có còn hơn không. Đó. Rồi khi em lấy lại được Facebook, đời em sáng rỡ không? Hồi nãy em có nói với chị là em chưa giác ngộ á. Thì em có hay đi lên, em vẫn lên Sài Gòn em đi chơi tiếp. Là tại sao em nói là trong khoảng 3 năm đó là em chết, là tại vì em đã
bị một cái vấn đề như đó mà tại sao em vẫn không sáng mắt, em vẫn trượt dài, em vẫn làm cho ba mẹ em buồn. Thì em đi lên Sài Gòn nè, em chơi 2-3 ngày không về, em có mượn một cái thẻ tín dụng. Rồi thời điểm đó em nói thì ta cho mình mượn tiền thì thôi, khi nào mình có tiền mình trả lại đó. Em vút hết trong đó, em nhớ là 30 triệu. Em đi chơi cho đã. Em về đi đâu chơi vậy? Chị biết mà, Sài Gòn này chị cầm 1 triệu ra chị ăn uống một phát là hết rồi. Đi ngồi hàng quán với bạn bè, đi lê la vậy thôi, đi lê la vậy thôi. Nói chung là em lúc thời điểm đó em không có biết cái gì ở trên Sài Gòn nhiều, ngoài là chị em với lê la phố đi bộ, em ăn uống nhưng mà kiểu ăn hơi sang xíu. Với lại em có một vấn đề là em hay bao người ta nữa, liên tục tới lúc mà nó báo là nó không còn tiền nữa, thì lúc đó lãi một tháng em nhớ là 1-2 triệu á. Và tháng sau em không trả thì tiền lãi là lãi trên lên. 32 triệu chứ không phải là 30 triệu. Dạ đúng rồi. Về quê thêm một lần nữa thì cái ngân hàng nó đòi còn ghê hơn là mấy cái anh chị mà lúc gói đầu bán hàng cho em nữa. Trường Giang sống sao rồi sống trước. Rồi sao? Rồi em mới vô một góc phòng em ngồi. Hồi điểm đó em sợ kinh khủng luôn. Tôi sẽ gửi giấy về nhà anh, tôi sẽ làm xùm nhà ở dưới hàng xóm anh cho anh không trả tôi đi. Đó, em mới vô trong phòng. Mà mẹ em thì mẹ em hay để ý lắm. Chỉ cần mà thấy con mình mà sáng dậy mà mặt hơi buồn xíu là mẹ em biết liền vụ gì nữa, gây ra cái gì nữa, gây ra cái gì nữa thì em kể ra. Nhưng mà lần này thì mẹ em không có như lần trước. Em mới nói là tại sao cái lần trước đã không sợ rồi mà bây giờ phải thêm một lần này nữa. Em lại chơi hụi. Bởi vì nhiều khi có những dây hụi ở vùng quê nó cứu rỗi rất nhiều gia đình nữa chứ. Dạ. Chị nói vậy thôi chứ chị đến giờ thời điểm này chị vẫn không biết cơ chế của chơi hụi. Nó rối ren lắm, nó thần bí lắm em. Dạ. Nhưng mà mẹ đã lại hốt hụi, trả tiếp cái nợ thẻ cho em. Từ đó là em chết lặng luôn. Em không dám kết bạn nhiều nữa. Em không dám đi ra khỏi nhà nữa. Em không dám gặp ai, em đi tiệm em còn không dám đi luôn. Thực ra trước đó mình đã ngây ngô rồi. Dạ. Thêm cái cú đó cái mình khờ nghe. Mình khờ luôn. Ngay cả đi tiệm có nghĩa là đi mua đồ ở tạp hóa á mọi người. Ở miền Tây hay có từ đi tiệm. Đi tiệm nha, mọi người hiểu đi tiệm có nghĩa là đi đến một cửa hàng tạp hóa để mua những thứ lặt vặt đó. Sợi thăm, dạo này mày làm gì? Hôm nay vậy em nói giờ em ở nhà không? Với lại hồi xưa thì em nhiều người biết đến đó, cái tôi em cao lắm. Trong thời gian đó thì ba mẹ làm gì với em mỗi ngày? Ba mẹ hỏi là giờ làm sao? Giờ con muốn đi tìm một công việc gì không? Đi làm công nhân không? Vẫn còn cái tôi lớn là không đi làm như vậy được. Mình nghĩ là mình phải rõ ràng đúng hơn rồi. Mình phải lung linh lắm. Dạ đúng rồi. Hàng ngày thì em thấy ba em đi làm, trời mưa rất là lớn, ba em đi làm về, em nằm nhà đó em bấm thổi. Có khi nào trong cái suy nghĩ của em á, em giật mình lại, em không nghĩ cho em, mà em cũng tự đặt ra câu hỏi là ba mẹ mình đang như thế nào? Thời điểm đó em vẫn nghĩ cho em thôi. Đến khi nào em mới nghĩ cho ba mẹ? Dạ, đến lúc 28 tuổi. Hiện tại em đang có quen một bạn được 4 năm rồi. Bắt đầu em với bạn lại quay lên Sài Gòn đi làm. Em nhớ là có làm cho một cái thẩm mỹ. Hai đứa em nhận vào vị trí là bán hàng. Bán hàng nhưng mà bạn đó thì được nhận vào và bạn đó rất là thăng tiến trong công việc. Còn em thì ai mà đến hỏi em những cái vấn đề nào mà hơi khó xíu thì em xanh mặt. Gung tay đổ mồ hôi lỏng lạnh xuống lưng, em không biết phải trả lời sao hết á. Nên là thời điểm đó là em bị đuổi luôn. Rồi sao? Xong rồi thì bạn đó mới thấy là em không có công việc ở trên đây. Tại vì bây giờ công việc gì ở trên Sài Gòn mình làm cũng phải có cái miệng xíu chứ. Có khả năng. Thì bạn đó mới nghỉ việc với em. Thì trời ơi, đánh đổi sự nghiệp luôn, đi theo tiếng gọi tình yêu. Hai đứa nhảy ra chạy ráp. Chạy ráp một thời gian thì dịch tới thì chạy ráp không được nữa. Thì có một cái anh em xã hội thôi, thì anh đó mới kêu nói hai anh bay về đây làm giúp việc cho tao đi. Thì bạn em mới làm rửa chén, giặt giũ, em thì tưới cây, rồi anh có một cái tiệm gốm nhỏ ở phía trước như là quản gia cho nhà. Dạ, quản gia cho nhà, quét dọn, nói chung là làm hết tất cả mọi thứ công việc trong nhà. Rồi làm được 3 tháng thì hai đứa mới ngồi ôm nhau khóc. Sao vậy? Sao hai đứa cực quá. Rồi xong hai đứa chạy về quê tiếp. Nhưng mà anh trả lương đầy đủ không? Thì anh vẫn trả lương đầy đủ nhưng nên mà là công việc thì không có vấn đề gì. Nhưng tự nhiên mình cám cảnh cho cái thân mình. Mình cảm thấy là nó không đúng với cái mong muốn. Với thời điểm đó thì em đang thấy tại sao bạn có cái khả năng bạn làm công việc kia tốt mà lương rất là cao. Là tại vì bây giờ bạn đi theo em để bạn làm
bạn làm cái công việc nó quá là cực cho bạn, nên em thấy em cũng nóng ruột lắm, hay mới quyết định về quê tiếp. Với lại thời điểm đó thì mẹ em á, thì tính mẹ em kiểu cho đi đó, nhưng mà lâu lâu điện lên thôi về đi con, về đây mẹ nuôi, về đây thôi, giờ hai đứa phải không, hai đứa về đi luôn đi, về đi luôn đi mẹ nuôi, bạn lại xin việc được tiếp, làm thẩm mỹ tiếp. Còn thời điểm đó em không có việc, em vẫn ở nhà. Không biết cơ duyên nào đó cho em nghe được những cái bài giảng của những cái sư cô sư thầy ở trên mạng á, em mới giác ngộ ra là trước đây em kiểu bị tin tưởng nhiều người quá, đồng tiền em xài em không có biết trân trọng quá. Em nhìn lại thì bây giờ là chỉ có ba mẹ em với lại cái bạn đó hiện tại là tốt với em thôi, chỉ có mẹ thôi, chỉ có mẹ. Ăn cơm đi con, tắm đi con. Thì lúc đó em mới biết là giờ chỉ có gia đình em thôi. Em biết không, thực ra vốn người ta cũng đâu có chơi với em, người ta muốn kết nối với cái vật chất mà em đang có, với cái Facebook của em. Lúc đó em có tiền. Dạ. Yeah. Nhìn toàn bộ câu chuyện mà nãy giờ mà Liêm trải qua đó, thì chị thấy có một cái vấn đề nó rất là căn bản để nó tạo ra hàng loạt những cái bi kịch. Mình dùng từ bi kịch đi. Yeah. Ha, bởi vì mọi người có thể nói chuyện đúng sai ở đây, nhưng rõ ràng với em nó là bi kịch, nói dài bi kịch. Dạ. Yeah. Thì nó đến từ chuyện này nè, chị nhận ra là thứ nhất là mình thiếu kiến thức, mình thiếu cái hiểu biết của mình về cái chuyện đó. Cho nên người ta nói là mình tin, người ta nói là mình tin, và mình không có một cái sự phản biện, phản tỉnh nào để cho rằng là ủa cái chuyện này đúng không ta? Mình làm vậy là nó có an toàn không ta? Em không có cái câu hỏi đó, bởi vì em không có thông tin để biết rằng là nó đang đúng hay là nó đang sai. Cái thứ hai là chị có cảm giác như là thực ra em thiếu trải nghiệm nữa. Bởi vì với cái cách mà mẹ em đã yêu thương em, chị đang hình dung là một mặt đó là mẹ cũng có những cái điều mà em không vui, nhưng mặt khác là có vẻ như là mẹ cũng đã cho em một cảm giác nó rất là yên bình á. Yeah. Bởi vì mẹ xử lý hết cho. Điều đó dẫn đến câu chuyện là khi mà mình gặp những cái sóng gió cuộc đời, mình gặp những cái tình huống không như mong muốn, mình không có đủ sức vượt qua. Đó là hai cái lý do rất là lớn để nó tạo ra một cái cú trượt dài, mà mình cứ đi từ cái sai này mình qua cái sai khác. Tại vì cái cách em giải quyết vấn đề đều không phải là cái cách mà mình trưởng thành từ bên trong. Yeah. Mà em toàn là lấy cái bên ngoài em đắp vô thôi. Thế thì đến thời điểm nào mà em cho rằng là mình đắp mồ cho cái đứa mình thanh liêm cũ được rồi, mình một cái mới hoàn toàn, cái cột mốc nào trong cái trải nghiệm của em? Dạ là chắc là năm 2023 chị. À, năm nay. Năm nay em giác ngộ được. Tết này nhớ ăn Tết lớn lớn chứ. Em giác ngộ được nhiều thứ lắm. Có rất là nhiều anh chị hỏi em là mày có muốn quay lại cái thời gian 3 năm vừa qua hay không? Nếu là em nói là có đó. Để em sửa sai hả? Không, em không sửa sai. Mà em thấy em học được rất là nhiều thứ. Giống như bây giờ nếu mà bán hàng phải không, không có nhập nhiều đâu, mình phải nhập ít, mình phải nhập vừa vừa. Tiền bạc mình xài phải không, mình xài kỹ lại. Đúng rồi. Dạ. Rồi giác ngộ rồi đó, đúng rồi đó, giờ tôi tin nè. Đó. Về nhà phải không, hồi xưa kiểu em đi chơi á, em xách xe em đi à. Hồi mẹ em đi hỏi, ở mày đâu à? Dạ con đi chơi. Rồi giờ mẹ ơi con đi chơi nha, con đi chơi. Giờ đó con về. Bây giờ cái gì em cũng nói. Tôi đợi cái đoạn này thôi á. Em có thể thua lỗ trong kinh doanh tiếp, đời còn dài mà. Và khi mình kỹ rồi không có nghĩa là mình không sai đâu. Trong câu chuyện thương trường. Nhưng mà có những cái điều mà nếu như cái giác ngộ không kịp á, mình không có cơ hội. Cho nên là dè sẻn cái tình cảm của ba mẹ một chút, nhìn ngắm họ một chút. Có bao giờ em xin lỗi ba mẹ em chưa? Tại vì em hay cũng hay lớn tiếng với mẹ. Hay mẹ con không nói chuyện, cái qua 2-3 ngày sau cái kiểu hay mẹ con nói chuyện lại bình thường. Cái tự quên hả? Tự quên. Nhưng mà bây giờ thì mấy đứa hàng xóm á nghe, thì nó lúc nào ở trong cái hình ảnh của nó em vẫn là một đứa thô lỗ. Tại vì em cũng hay như vậy trước mặt của nó. Nhưng mà em nhớ là như tháng trước á, nó hay nó qua cái mẹ em kêu Lima. Dạ con nghe mẹ ơi. Ủa sao nay ngoan dữ ạ? Nó không tin. Không tin. Đi làm về hay gì đó thì chạy xuống kiếp mẹ. Mẹ đâu rồi, cha đâu rồi, ăn cơm chưa? Hoặc là em hay mua cho mẹ mấy cái nhỏ nhỏ, kiểu như cái khăn bộ đồ hay gì đó. Với em thì bây giờ ba mẹ em đã yên tâm về em được chưa? Em nghĩ là chưa yên tâm đâu. Nhưng mà em thấy ba mẹ em vui hơn ngày xưa. Xưa tại vì ba mẹ em cũng là thuộc những người mà không có chấp nhận cái giới tính của con mình được. Kiểu ở dưới quê hỏi con bà nó lấy vợ con bà. Tại 28 tuổi mà vòng vòng em chờ lấy vợ hết trơn rồi. Cái nó bề đề cưới chị cưới. Giờ ba mẹ em thoải mái lắm. Hồi xưa thì ba mẹ em còn buồn, nhưng mà giờ hỏi tới thì họ buồn là bởi vì họ bị dính mắc vào trong những cái vấn đề thuộc về cái thế hệ của ba mẹ, thuộc về cái trải nghiệm của ba mẹ. Nhưng căn bản cuối cùng thì thực tế á, họ có đốc thúc các bạn lấy vợ
hay là họ không chấp nhận được tại thời điểm đó, cũng chỉ vì một điều thôi, là họ cảm thấy cái chuyện này nó bất lợi cho em. Yeah. Ừ, trong cái sự hiểu của các ông bố bà mẹ thì họ cảm thấy con mình mà thuộc cộng đồng LGBTQ+ thì nó là cái gì, rồi đời nó ổn không, rồi sao nó không bình thường giùm để cho tôi yên tâm. À, nhưng mà ba mẹ yên tâm đi, thực ra thì giới nào cũng được hết trơn, quan trọng nhất là nó là con người, và hai đó là người tử tế, thận trọng hơn trong thương trường rồi, à, biết đối nhân xử thế rồi. Yeah. Biết phải tích lũy về sau rồi, và đặc biệt là biết rằng là cái tài sản quý giá mà mình đang có là tình cảm của cha mẹ, để mình đang gìn giữ nó mỗi ngày rồi, thì trời còn đòi cái gì nữa. Thật sự mẹ ba mẹ không thích kiểu là giàu thì là giàu, con mình đem nhiều tiền về, ba mẹ em chỉ thích là đủ ăn đủ xài thì mẹ em hốt hụi được. Đó, nói như vậy để thấy rằng là ngay cả cái sự tích lũy thì cũng chỉ để cho con thôi. Yeah. Cũng để ứng phó vào những cái tình huống nguy hiểm mà sẵn sàng từ bỏ hết để cho con mình được giải quyết vấn đề ha. Thì mình nhìn một cách bao quát để hiểu rằng mỗi ông bố bà mẹ sẽ thương con mình theo một kiểu khác nhau. Yeah. Nhận ra càng sớm thì chúng ta gìn giữ cái tình cảm đó được càng sớm, không có hối hận về sau. Thế thì chốt lại, khi mà ngày hôm nay em ngồi đây, em đồng ý em chia sẻ câu chuyện của em để nói về một cái hành trình chết đi sống lại như vậy, thì em muốn nhắn gửi với mọi người điều gì? Em nghĩ là nên cứ làm. Ừ. Để mình có được những cái trải nghiệm, xong rồi mình mới đúc kết để mình hoàn thiện lại cái tự bản thân của mình. Nhưng vẫn phải nhưng nha. Ba mẹ nên cho các tụi con một cái nền tảng. Con làm nhưng mà con chỉ tới đó thôi. Buông thả nhiều quá thì nó sẽ bị hư, rồi nó hỏng luôn. Con chỉ làm tới đó để con có cái trải nghiệm thôi. Thôi thì như Liêm nói đó, đúng là đồng ý, nên trải nghiệm, bởi vì chúng ta trưởng thành từ những trải nghiệm mà. Yeah. Nhưng mà phải luôn luôn có phương án B nè, luôn chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho những sự thất bại nè, để khi nếu mà nó tới á thì mình biết rằng làm mình đối phó như thế nào, để mình không có bị từ cái sẩy mà nó nảy ra cái ung, rồi đôi khi là nó mất nguyên một cái quãng đời còn lại thì nó rất là tiếc. Yeah. May cho em là em còn vực dậy được. Yeah, vì em rồi. Có gia đình nè, em có một cái tình yêu thương không điều kiện nè, em có một cái người được coi là một cái người mà họ nâng đỡ tinh thần cho mình, tình cảm cho mình đến rất là đúng lúc nè. Cảm ơn Liêm vì đã xuất hiện ở đây ngày hôm nay với một cái câu chuyện cũng cực kỳ sống động. Thôi thì mình đắp mồ cho một hình thành niên. Yeah. Trong quá khứ mình đã xác định là mình tái sinh rồi, thì mình sống một cuộc đời rực rỡ, mình sống một cuộc đời đáng giá từ những gì mà mình đã trải qua, chứ đừng để cái trải nghiệm trong quá khứ của mình nó trở nên vô nghĩa ha. Cảm ơn em và cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với Ai Cũng Có Chuyện vào mỗi tuần. Chúng tôi hiểu rằng là mỗi một câu chuyện trong cảm nhận của từng khán giả có thể là sẽ nặng hoặc nhẹ khác nhau. Nhưng chắc chắn một điều rằng mỗi người khi trải qua cuộc đời của mình, họ mới là cái người quan trọng nhất để biết rằng câu chuyện đó đã ảnh hưởng đến họ như thế nào. Việc của chúng ta là quan sát và hiểu rằng à, có những sự việc như vậy trên đời. Và nếu mà tôi phải là người trải nghiệm, tôi biết rằng là mình cần có những cái sự thực hành gì cho nó đúng nhất có thể và bớt sai nhất có thể. Và bây giờ thì thời lượng của Ai Cũng Có Chuyện trong tuần này cũng đã hết rồi. Cảm ơn mọi người đã luôn luôn đồng hành và dành tình cảm cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng tôi xin chúc quý vị khán giả ngủ ngon để có thể đầy đủ năng lượng tiếp tục một tuần lao động và làm việc của mình. Xin chào.